Chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với bên Auto62 ô tô gầm cao Hà Nội. Và em là Trường, đại diện bán hàng bên Auto62. Hôm nay sẽ lên hình cho quý anh chị hai chiếc xe Honda Silver cùng là năm sản xuất 2022, nhưng một chiếc là màu trắng và một chiếc là màu đen bản Black Edition anh chị nha. Hai chiếc đều là bản lề. Thì với một chiếc màu đen là chạy hơn 2 vạn và một chiếc màu trắng là chạy hơn 1 vạn. Thì đều năm sản xuất 2022, mời anh chị tham quan qua một chút về từng chiếc xe để em sẽ báo giá và chi tiết về chiếc xe. Với chiếc xe này thì ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, xe lăn bánh đúng 1.9 km, một chiếc xe siêu siêu mới luôn anh chị nhé, sơn zin 100%, chưa hề tuốt tát hay chưa hề bắn tuốt một chút nhỏ nào anh chị nhé. Với nội thất thì rất là mới, cam kết với anh chị tới xem xe thì anh chị sẽ ưng xe 100%. Và giá đang chào bán bên em với mức giá là 945 triệu cho chiếc xe màu trắng anh chị nhé. Và đến với chiếc thứ hai là một chiếc màu đen, với bản này là bản Black Edition. Thì bản Black Edition thì trong hãng hai màu này thì màu đen này với Black Edition sẽ đắt hơn so với màu trắng khoảng 40 triệu khi quý anh chị lựa chọn những chiếc xe trong hãng chưa đăng ký anh chị nhé. Với chiếc xe này thì màu đen, một màu đen đặc trưng và một màu đen huyền bí. Đen từ ngoại thất đến nội thất đến vành, tất cả mọi cái đều là màu đen anh chị nhé. Và với bản Black Edition thì sẽ hơn bản L bình thường một chút, là sẽ thêm được những một số những option như là đá cốp hay là những màu sắc khác một chút anh chị nhé. Chiếc xe này thì chạy hơn 2 vạn cây một chút, với sơn zin còn đến 98%. Vẫn là một chiếc xe siêu siêu mới. Và hai chiếc xe thì đều còn được bảo hành của nhà sản xuất đến năm 2025 quý anh chị nha. Thì nếu như quý anh chị mua xe cũ mà còn được bảo hành của nhà sản xuất thì quả là một trải nghiệm khá là yên tâm về những chiếc xe lướt anh chị nha. Và mọi chi tiết thắc mắc thì anh chị có thể gọi điện thoại cho em Trường theo số điện thoại trên màn hình để em Trường được hỗ trợ tư vấn và giải đáp. Và hai chiếc xe thì đều có từng clip riêng của từng chiếc xe. Thì nếu như quý anh chị đang theo dõi trên fanpage thì hãy vào fanpage ô tô Auto62 ô tô gầm cao Hà Nội anh chị nhé. Và YouTube thì là Auto62. Và nếu như quý anh chị theo dõi trên kênh TikTok thì hãy vào Trường Auto62 anh chị nhé.